Tài từ phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời báo hỷ, nam diễn viên Hàn Quốc Ha Su-ho tham gia nhiều phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Âm Thanh Tội Phạm 2, thông báo sẽ cưới vào ngày 24 tháng 6 tại Seoul. Trang Opinbox ngày 4 tháng 6 thông tin rằng Ha Su-ho báo hỷ, anh cùng hôn thê của mình sẽ tổ chức lễ cưới. Vợ sắp cưới của Ha Su-ho được mô tả là một người đẹp nhưng không phải người nổi tiếng. Thông tin chi tiết về đám cưới chưa được công bố. Nhiều người hâm mộ chúc mừng cho Ha Su-ho khi biết tin anh sắp yên bề gia thất. Nam diễn viên này cũng đã 39 tuổi nên có gia đình riêng mình. Ở showbiz Hàn, bạn đời của người nổi tiếng nếu không hoạt động trong lĩnh vực giải trí thường được giấu kín danh tính, hình ảnh để tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt đời thường của họ. Thông tin hai bên sẽ được công bố rõ ràng hơn nếu cả hai đều là người trong showbiz. Ha Su-ho gia nhập làng giải trí vào năm 2010 với phim Đầu Tay Anh Em Kết Nghĩa. Sau đó, anh tham gia Mặt Trăng Ôm Mặt Trời và rất nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình khác, Mặt Trận, Hoàng Đế Giả Mạo, Kế Hoạch Báo Thù, Đại Thủy Chiến.